Con hà mã và con voi nha. Thì con hà mã ngày hôm nay mình tô sẽ có là màu tím, con voi sẽ có là màu kem hay gì đó mọi người, màu cam nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tô và hướng dẫn cho mọi người tô và phối màu cho bức tranh này nha. Let's go. Đầu tiên mình tô con voi nha, sẽ màu kem. À, chị em ngủ quá hả? Ừ. Chưa ngủ anh Khanh? Chưa. Chị nấu mì cay cho anh em ăn mà ngủ gì? Mình sẽ tơ cho Điền nha. Mọi người nhớ tôi không để bị lem nha. Mình sẽ tôi cho liền nha. Đúng không? Chịu, dò tao, dò xương. Nó mà chơi đúng không? Đúng. Để tao nhắc tiếng người ấy. Yeah. Đi em. Sao chị tìm nhau. Nhắc tới rồi, có đứa khóc. Ừ. Tôi cho hạt đều nha. Ngủ cho tao. Chị nấu mì cay ăn mà nó ngủ. Mày đừng hợp thì ra nữa. Mày thích tao hợp thì đúng không? Đúng. Mày chắc chưa? Đủ quá. Mày nhớ anh bạn mày gì mày? Dạ. Mày nhớ anh bạn mày gì không? Quên nè. Anh bạn ví dụ mà mua thức hợp. À nhớ rồi anh ơi. Đúng á, định thử lộn coi như thế nào. Anh thấy ok, hôm nay anh mua luôn. Chứ chứ anh nhỏ sao anh mua. Ai nhỏ có lời ngựa vậy. Giờ sao? Mua không? Ừ, tơ cho đậm màu, cho đều màu lắm nha. Đi xong không? Yeah. Đi xong rồi, mọi người đi xong. Đóng mắt nó thiệt không tin. Giờ có đi không? Cái gì mà không tin không nhớ rồi. Tôi cút ra. Đừng đủ không có nhắc à. 1 2 3. Mày nhớ nghe, tao đến tới 3 mà nó không nói gì cho nha. Có quay video ở đâu mà nói gì anh? Hai miệng thì bằng một miệng. Sao có quay không? Sao không? Tâm gì? Sao bỏ cạp với cái đùi anh Khánh? Sao bỏ cạp với đùi hiểu không? Chịu không? Bỏ thiệt, xong không? Mình trở đi, xong rồi giao qua clip đi mà trở đi rồi. Ừ. Sao? Tôi chưa đậm không? Đến từ 1 tới 3 không trả lời, đủ quá là tôi đổi ý liền. 1 2 3 Hậu nhớ nghe hiển. Đấm cho mình nhỏ sáng vậy anh Khanh? Đúng rồi, đấm uống mắt luôn. Cái mắt ứ máu bầm luôn. Tao đã nói rồi, tao nói hoài nghe tao đi thăm không chịu. Gì vậy? Làm gì trời? Tao đều nha. Tao gì vậy? Thôi rồi, tao đi coi. Thôi, thôi, em múc nó còn cái ở đây là tự động nó quay lại. Chồng bò. Thôi. Thì hút ở đây đó. Nghỉ ra ngoài chút đi ha. Từ từ anh ơi, cái clip mới có 4 phút mấy à. Bấm dừng tạm dừng đi, bấm tạm dừng được không? Được, được mà ghép được mà không à. Được, chị thấy anh người tình đã làm gì tao rồi. Chị đã quay xong đi. Và chị thấy anh người tới lắm rồi. Chị anh em có không, vừa muốn cái hộp. Ừ. Có xàm không? Chịu, trời á. Xàm không? Ừ. Cho hỏi trả lời. Tao cho điền nha. Sao không?
muốn đi mà ngại mở miệng anh ơi. Không nói thiệt mà nó không chịu sao không này đâu có nói xăm hay không xăm, chỉ nói mệt ra nên là ý là muốn xăm. Mà nếu chịu cái gì mà đủ hỏi xăm không biết, tôi biết được cái tính điện thoại tôi nhắn đi mà. Tiếp theo sẽ tao coi hà mã màu tím nha. Xăm không biết từ 1 tới 3 chứ là đủ quá tự xuống liền. 1 không hả? Mày chắc là không chưa? Tao đi từ 1 tới 3 mày trả lời 1 đủ quá rồi, thích nhắm một con mỗi con. Nhắm con mỗi con là nó khánh giọng chị u con mắt khỏi mở con kia đó. Tâm đều một tiếng nha. Ê, con cặc cắn hồi nào, bụng con cắn hồi nào. Hồi đêm hồi nào. Có chuyện mà bụng quá gian dối. Có chuyện cái giọt tôi bụng gì nói gian dối trời trời. Bỏ làm mà bỏ quý giá lắm vậy. Cái mỏ của mày đổ sồn. Sồn sồn nước sôi đổ lồn á, Khánh câu đó. Câu đó bạn là, bạn em nói gì không đó. Nhắc tao vụ xăm mình, tôi giọng không cho coi. Đó, tôi cho tiền nha. Xăm bỏ cạp, xăm con nhện. Anh định coi thái độ sao mà dẫn đi xăm nè. Thái độ không được nha. Thái độ như còn lỏng nhãn nữa. Đúng không? Chịu bấm đau nha, mà em luôn. Wow, chạy đường ngay chân mày luôn. Tao không giết được hơn lắm mày. Thì anh xứng đáng ở nhà. Nhà chắc rồi nha, xứng đáng rồi. Ủa? Đỉ mẹ ra quay clip được 7 phút nha. Mình sẽ to điện nha. Nha, quay chó chăm thằng người á. Rồi nhớ tôi cho kỹ không để bị lem nha. Rồi mình đã tô xong rồi nha. Và đây chính là thành phẩm của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye. Hẹn gặp mọi người những clip tiếp theo nha. Bye bye.